Thưa quý vị, mới đây Nissan Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu bán tải Navara mang tên Nissan Navara AIVI với những thay đổi ấn tượng về ngoại hình và công nghệ. Nissan Navara AIVI mới, phiên bản một cầu, xe vẫn giữ nguyên kích thước so với thế hệ cũ, động cơ diesel 4 xi lanh quen thuộc. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen thấu kính lớn nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Điểm khác biệt lớn nhất là lần đầu tiên phiên bản một cầu của mẫu xe bán tải này được bổ sung loạt trang bị hỗ trợ hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng AVN 8 inch, camera lùi, gương chiếu hậu chống chói tự động, móc ghế trẻ em Isofix. Trên phiên bản Nissan Navara EL AIVI Premium Z, ngoài những thay đổi trên, xe còn được trang bị bộ phụ kiện cao cấp Premium Z với ốp cản trước đầy cá tính ở phần đầu xe, kết hợp với ốp đèn sương mù màu đen nổi bật, bộ tem Premium Z dày dọc thân xe và logo Premium Z ở phần đuôi xe. Nissan Navara EL AIVI sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 9. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara EL AIVI sẽ được nhận quà tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc quà tặng bộ phụ kiện cao cấp Premium Z.